Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Hưng Yên đạt mức tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và trong top 10 toàn quốc, quy mô nền kinh tế, thu ngân sách cũng tăng mạnh so với những năm trước. Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để làm rõ hơn về các nội dung này. Tới thời điểm năm 2023, thì tất cả các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội thì cơ bản là đến nay đã thực hiện hoàn thành vượt mức. Ví dụ như về tốc độ tăng trưởng, trong nghị quyết của đại hội thì đến năm 2025 và hàng năm bình quân mỗi năm là tốc độ tăng trưởng khoảng 7.5 đến 8.5%. Năm 2021 trước cái đại dịch Covid rất là lớn, ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động doanh nghiệp, nhiều tỉnh là tăng trưởng âm, trong đó toàn quốc cũng tăng trưởng âm, nên năm 2021 thì tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên ở mức cao, tốc đầu trong toàn quốc, tức là tốc độ tăng trưởng khoảng 8%. Năm 2022, trước bối cảnh giữa Nga và Ukraine chiến tranh xảy ra, thì nhiều tỉnh cũng phát triển âm và tốc độ tăng trưởng của toàn quốc thì khoảng trên 4%. Nhưng Hưng Yên đã đạt được khoảng 13,67%, là một trong những tỉnh đứng đầu toàn quốc về tốc độ tăng trưởng. Năm 2023, thì tốc độ tăng trưởng ở nhiều tỉnh vẫn còn tăng trưởng âm do chiến tranh Nga và Ukraine tiếp tục vẫn diễn ra và ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã bị cắt giảm các đơn hàng, phải cho công nhân nghỉ việc luân phiên, những khó khăn nền kinh tế như vậy. Nhưng Hưng Yên vẫn quyết tâm thực hiện thành công và thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Và tốc độ tăng trưởng năm 2023 của Hưng Yên là 10,05%, đứng thứ 7 trong toàn quốc. Về thu ngân sách, thì theo nghị quyết của đại hội, là đến năm 2025, thu ngân sách Hưng Yên là 21.500 tỷ, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện thì thu ngân sách của Hưng Yên đạt ở kết quả rất là cao. Năm 2020 thì thu ngân sách của Hưng Yên là 15.500 tỷ, đứng ở top 30 toàn quốc. Năm 2021 thì thu ngân sách của Hưng Yên là khoảng 19.700, thì đứng thứ 20 toàn quốc. Năm 2022 thì ngân sách của Hưng Yên thu được 51.400 tỷ, đứng thứ 5 toàn quốc. Là năm 2023 thì thu ngân sách của Hưng Yên khoảng 33.100 tỷ, là đứng thứ 7 toàn quốc. Đây là một kết quả rất là cao và so với lại nghị quyết đề ra thì chúng ta đã hoàn thành vượt mức ở mức xa. Cùng với phát triển kinh tế, Hưng Yên rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực này. Đi đối với phát triển kinh tế xã hội thì công tác an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên chúng ta thực hiện cũng rất là tốt. Theo mục tiêu của đại hội là đến năm 2025 thì tỷ lệ hộ nghèo cũng dưới 10%. Đầu nhiệm kỳ sau khi có tiêu chuẩn mới về hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều thì rất là cao. Thì lúc đó năm 2021 là Hưng Yên là 2,52%. Đây là một con số rất lớn. Thì đó đều hỏi là tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành cũng rất lo lắng làm sao để thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo ở mức thấp nhất. Chính vì vậy mà trong tỉnh đề ra nhiều các phương án. Thứ nhất là năm 2023 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định, tức là chuyển mức bảo trợ xã hội, tức là những người nghèo, người già, cô đơn, những người không có khả năng thoát nghèo vĩnh viễn ấy, thì chuyển mức bảo trợ xã hội, tức là nuôi trọn đời. Thì toàn tỉnh Hưng Yên chúng ta có khoảng trên 7.000 hộ nghèo, thì có khoảng hơn 2.000 hộ nghèo là người già cô đơn, không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo, thì chuyển mức bảo trợ xã hội. Và còn lại những người mà nghèo mà có ruộng sản xuất thì tập trung cho đào tạo dạy nghề, nâng cao cái nhận thức về sản xuất để bà con biết để tăng gia sản xuất để thoát nghèo, và hơn những hộ cận nghèo thì không bị xuống hoàn thành hộ nghèo. Thế còn lại những người mà không có ruộng thì tăng cường công tác dạy nghề, đào tạo nghề để cho bà con rồi những con em hộ nghèo đó có điều kiện để làm việc các doanh nghiệp và các cái nhà máy có lương ổn định, thì để đảm bảo thì các hộ nghèo sẽ dần dần sẽ hết. Và tới nay thì toàn tỉnh Hưng Yên chỉ còn năm 2023 chỉ còn có 0,86%, đã dưới 1% để đạt được cái mục tiêu đại hội đề ra. Thu hút đầu tư là một trong ba khâu đột phá trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Tuy nhiên, muốn thu hút đầu tư thì cùng với cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thì giải phóng mặt bằng là một trong những khâu trọng yếu để thực hiện mục tiêu này. Thực hiện nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng bộ 19 thì ta tiếp tục tập trung thu hút đầu tư và thực hiện ba đột phá chiến lược.
Cái điều này thì trong lãnh đạo ủy ban tỉnh, rồi ban thường vụ tỉnh ủy, rồi ban chấp hành làm thế nào để thực hiện được ba cái đột phá chiến lược này. Đầu tiên phải xác định đó là tập trung thu hút đầu tư, và bước hai là phát triển hạ tầng, trong đó có ưu tiên hạ tầng giao thông, và thứ ba đó là phát triển nguồn nhân lực. Thứ nhất về tập trung thu hút đầu tư thì xác định là cái công tác giải phóng mặt bằng là công tác mấu chốt và then chốt, là nút thắt của khó khăn. Nếu như tất cả các dự án chỉ là dự án mà hô hào rồi ra quyết định chủ trương đầu tư nhưng không giải phóng mặt bằng được thì toàn bộ các dự án đó ở trên giấy, như vậy là không tác dụng. Và xác định là mục tiêu đó là nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng, đúng là một khâu của công tác tập trung đột phá ba chiến lược đó, thì cái xác định là giải phóng mặt bằng là nút thắt. Chính vì vậy mà ủy ban nhân dân tỉnh đã trình với là ban thường vụ chỉ thị 15 tập trung giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng và cho tất cả toàn tỉnh thực hiện theo kế hoạch để thực hiện cái chỉ thị đó. Và từ khi có chỉ thị, có kế hoạch ủy ban nhân dân tỉnh thì công tác giải phóng mặt bằng được và được quần chúng nhân dân ủng hộ rất là tích cực. Đây là một cái điểm mấu chốt và nhân dân là Hưng Yên chấp hành với kỷ cương với pháp luật và đồng thuận và tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, và đồng thuận là cũng trong công tác giải phóng. Năm 2021 thì toàn tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp thì được khoảng gần 1.000 hecta. Năm 2022 thì được khoảng 1.000 hecta. Và năm 2023 cũng tiếp tục khoảng gần 1.000 hecta. Đây là một cái điểm mấu chốt để tiếp nhận các dự án thu hút đầu tư. Chính vì đó mà trong 3 năm gần đây thì mỗi năm đã thu hút được gần 1 tỷ đô và khoảng trên 10.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp ngoài nước và trong nước. Đặc biệt là năm 2023 thu hút đầu tư đã được hơn 1 tỷ đô và khoảng hơn 20.000 tỷ. Đây là một năm đột biến về thu hút đầu tư. Khả năng mà tại sao mà lý do là thu hút đầu tư được tốt như vậy? Thì các chính sách của chúng ta từ trước đến nay cũng đều như vậy. Đều là chính sách giải thảm đỏ, đều là mở cửa, đều là tập trung thu hút đầu tư. Như tại sao là những năm nay thu hút hơn? Vì lý do là chúng ta có mặt bằng. Mặt bằng để mời các doanh nghiệp về Hưng Yên đầu tư. Bản thân là lãnh đạo tỉnh chúng tôi cũng thường xuyên đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và đi thường xuyên để xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp về Hưng Yên để đầu tư. Vì chúng ta bây giờ có điều kiện là khi mà các nhà đầu tư về tỉnh thì chúng ta sẵn sàng tiếp nhận và có vị trí cho ngay, thậm chí hàng nghìn hectare cũng được. Nhưng trước đây thì chúng ta cũng hô hào, cũng có nghị quyết của Đảng bộ, nhân dân và chính quyền rất mong muốn. Thế nhưng mà cái diện tích chúng ta có hạn. Nhưng bây giờ chúng ta có cái điều kiện tốt hơn thì đấy là cái thu hút đầu tư, thì minh chứng điều đó để cho tỉnh ngày càng phát triển hơn. Quy hoạch đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, nhất là những tỉnh phát triển mạnh công nghiệp, đô thị, dịch vụ như Hưng Yên. Cùng với kế hoạch thì đầu tư nguồn lực để làm hạ tầng giao thông cũng là đòn bẩy động lực chính để đón các nhà đầu tư lớn đăng ký vào địa bàn. Xác định vấn đề đầu tiên để cho thực hiện trong 5 năm, 10 năm và nhiều năm tiếp theo thì phải có một quy hoạch tốt. Hiện nay thì đối với Hưng Yên thì trước hết mà để thực hiện quy hoạch đó là phát triển hạ tầng. Sau đó là ưu tiên phát triển giao thông. Từ giao thông thì công nghiệp mới phát triển, đô thị mới phát triển, thì nó có sự rất logic với nhau. Nếu giao thông không phát triển thì đương nhiên các khu công nghiệp cũng không phát triển. Ví dụ như Hưng Yên, tỉnh ta đầu tiên chỉ có mỗi một con đường 5A chạy qua, thì các huyện trên giáp đường 5A thì rất phát triển. Ví dụ như Văn Lâm, ví dụ như Mỹ Hào và một số huyện lân cận như Yên Mỹ chẳng hạn, được lợi ích, tức là tiện ích về giao thông, thì các huyện nó phát triển. Đấy là minh chứng, đấy là thực tiễn. Nếu chúng ta chỉ có một đường 5A thì chúng ta chỉ được mấy huyện trên đó thôi. Như vậy không thể phát huy hết tiềm năng được. Tức là tất cả các nhiệm kỳ, các thế hệ đều có khát vọng. Đó là khát vọng phát triển, để Hưng Yên phát triển, đời sống của nhân dân nâng cao. Thế nhưng mà cái điều kiện lại rất khó khăn. Thì bỏ lấy tiền đâu ra để làm. Nhiệm kỳ này thì với phát huy truyền thống, vẫn một cái tư tưởng đó có các nhiệm kỳ khác để lại và vẫn có một khát vọng. Đó là khát vọng phát triển. Hiện nay chúng ta có 30 dọc và 80 ngang. 30 dọc thì hiện nay đường nối hai đường cao tốc đấy thì đã cơ bản hoàn thành. Thì dọc cái đường này thì bố trí toàn bộ là phát triển công nghiệp, nó khoảng trên 3.000 hecta các khu công nghiệp nó đưa vào quy hoạch. Cái thứ hai là đường Tân Phúc Vũng Phan, thì cái đường này cũng quy mô mặt cắt khoảng 60 m, đầu tư khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Thì dọc hai bên cái đường này thì cũng quy hoạch toàn bộ các khu công nghiệp khoảng 4.500 hecta các khu công nghiệp. Từ quy hoạch này thì các nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau và các nhiệm kỳ sau nữa, chúng ta có điều kiện để phát triển công nghiệp. Đây là một việc phát triển
công nghiệp để làm sao mà tỉnh Hưng Yên chúng ta nếu có sau này giàu có thì giàu có một cách bền vững. Đây là phát triển nhanh và bền vững, không phải phát triển nóng. Cái thứ ba, đó là đường kết nối di sản. Thì hiện nay không có gì thay đổi. Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 2 năm chuẩn bị đầu tư. Vì cái đây là một dự án rất lớn, dự án nhóm A khoảng gần 10.000 tỷ. Đến giờ phút này thì đã cơ bản đã xong. Và không có gì thay đổi là đầu quý 2 năm 2024 này thì tôi tiếp tục khởi công. Mục tiêu con đường này là để phát triển du lịch, đô thị và du lịch mà chủ yếu phát triển du lịch là chính. Mới đưa vào quy hoạch thôi và mới có làm cái đường này thôi thì đã có nhà đầu tư ngay à, đề xuất luôn rồi. Trước đây thì các nhà đầu tư cũng có, về Hưng Yên đó là có một cái tích đó là nhất kinh kỳ như Phú Yến này, muốn làm phát triển du lịch đó thì phải có giao thông đi lại thì các nhà đầu tư mới đầu tư được, thì giao thông mới có đề xuất con đường đấy thì doanh nghiệp Sân Trường thì đã đăng ký là làm cái dự án này. Khi mà ta làm quy hoạch ở đấy dọc sông Hồng mới là quy hoạch và khu du lịch thể thao này, sân gốp này, đất đỏ đô thị mới có quy hoạch về tích hợp quy hoạch tỉnh để trình thủ tướng phê duyệt, và hai là mới có đường giao thông làm đường kết nối sản thì các nhà đầu tư đã tham gia rồi. Đấy là ta nói rằng đấy là cái lợi ích của giao thông là như vậy và lợi ích của quy hoạch là như vậy. Vingroup đã đăng ký 1.300 ha, trong đó có khoảng 5-6 sân gốp, mấy còn lại là khu vui chơi giải trí cạnh dự án là khôi phục phế cổ của sân trường. Cái dự án của sân trường giữ mất dự án tổng mức đầu tư khoảng 25.000 tỷ. Thế còn lại mà khu của Vin ý, mà đề xuất cái dự án dự kiến cũng phải trên 1 tỷ đô, cũng khoảng trên 30.000 tỷ. Còn lại tức là tất cả diện tích sông Hồng của Nghiên nó khoảng 9.500 ha. Thì dân hiện hữu ở đây khoảng 4.000. Thế còn lại nó 5.400. Thì chúng ta đã có là 3.000 ha là hai nhà đầu tư đã tham gia rồi. Thế còn 2.400 thì hiện nay là ba nhà đầu tư đã rất muốn vào, tập đoàn Linex này, rồi tập đoàn Kinh Bắc này và tập đoàn Tiên Di này. Đây là ba cái tập đoàn rất lớn tiếp tục muốn xin đăng ký ở chỗ này còn lại. Mục tiêu là họ cũng muốn làm sân gốp.